Trong khoảng 3 tháng qua, đã có ít nhất 3 đảng viên nắm giữ những chức vụ quan trọng trong đảng hoặc tổng công ty nhà nước chạy thoát ra nước ngoài bất chấp quá trình điều tra các cáo buộc tham nhũng đang được công an tiến hành. Những diễn biến mới này đã làm dấy lên những lo ngại cho rằng sẽ có khả năng nhiều quan chức khác cũng sẽ chạy trốn trước khi có thể bị bắt hay truy tố. Nhà báo Phạm Chí Dũng ở Sài Gòn nhận định. Còn liên quan tới cái vấn đề mà nhiều người bỏ trốn thì tôi nghĩ là trong thời gian tới còn chưa được, vì theo tin mới cho biết là ở trong tập đoàn dầu khí Việt Nam, những cái nhân vật cộng cán và nằm trong danh sách của công an đang điều tra là tới 192 người. Như vậy là đã có 3 người bị bắt, còn lại 189 người. Và bây giờ thì cái vấn đề còn lại của ông Trọng là ông sẽ phải xem là con số 189 người đó sắp tới nó có bị hao hụt đi hay không. Và muốn không nó không hao hụt thì ông sẽ phải làm cái gì? Liên quan đến Tập đoàn Dầu khí Việt Nam, từ năm 2015 đến nay, cơ quan công an đã bắt giữ 3 cựu quan chức thuộc tập đoàn này, bao gồm cựu chủ tịch tập đoàn Nguyễn Xuân Sơn, ông Trần Đức Chính, nguyên phó tổng giám đốc Tổng công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam, và ông Trần Đức Minh, nguyên giám đốc Công ty Cổ phần Bọc ống Dầu khí Việt Nam. 3 quan chức bỏ trốn ra nước ngoài với lý do chữa bệnh hoặc đi học, trong khi cơ quan điều tra công an đang tiến hành điều tra, bao gồm ông Trịnh Xuân Thanh, nguyên phó chủ tịch tỉnh Hậu Giang, người đã từng có thời làm chủ tịch hội đồng quản trị Tổng công ty Cổ phần Xây lắp Dầu khí Việt Nam. 2 người còn lại là các ông Vũ Đình Duy, nguyên tổng giám đốc Công ty Cổ phần Hóa dầu và Sơ sợi Dầu khí, Lê Trung Dũng, nguyên phó tổng giám đốc Công ty Điện lực Dầu khí Việt Nam. Ông Trịnh Xuân Thanh đã bỏ trốn từ tháng 9 khi công an Việt Nam có lệnh bắt giam và truy tố ông này. Ngay sau khi phát hiện ông Thanh đã không còn ở trong nước, giới chức công an Việt Nam cho báo chí biết là đã có lệnh truy nã quốc tế đối với nhân vật này. Tuy nhiên, đến giờ, cơ quan công an vẫn chưa có được thông tin về nơi lẩn trốn của ông Thanh, trong khi ông Thanh vẫn tiếp tục gửi ra các hình ảnh và thông tin trên mạng cho thấy ông vẫn khỏe mạnh, bình thường ở nước ngoài. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, những người bỏ trốn thành công đã trở thành những tiền lệ, khiến những quan chức khác nằm trong diện bị điều tra sẽ tiếp tục chạy trốn. Và những nhân vật mà đã có tài sản ở cái miền đất thứ nào đó thì họ không muốn một chút nào là họ sẽ bị trở thành con chuột rất là cái tình của ông Phú Trọng. Thành tử họ phải tìm cách ra đi. Thì tôi nghĩ rằng họ ra đi bây giờ còn thuận lợi hơn cả trước đây. Tại vì ra đi bây giờ là có một lực lượng nào đó ngầm ẩn hậu thuẫn cho họ. Và rõ ràng là trong suốt thời gian, nếu mà từ suốt thời gian từ tháng 9 tới giờ khi mà Trịnh Xuân Thanh ra đi mà ông Trọng không làm cách nào để lôi Trịnh Xuân Thanh về được, thì đó cũng là một cái bài học để cho những nhân vật mà đang còn nắm trong tầm nắm của công an đấy. Kể từ khi ông Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, giới chức Bộ Công an và cả Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Nguyễn Phú Trọng đã nhiều lần trấn an dân chúng rằng không sớm thì muộn, ông Thanh cũng sẽ bị bắt vì đã có lệnh truy nã quốc tế. Tuy nhiên, trong khi ông Thanh chưa bị bắt, thì chỉ trong vòng khoảng một tháng qua đã có 2 quan chức khác của Tập đoàn Dầu khí cũng viện cớ xin ra nước ngoài chữa bệnh và ở lại luôn là ông Vũ Đình Duy và ông Lê Trung Dũng. 2 ông này đều bị nhận những cáo buộc tương tự như ông Thanh là đã cố ý làm trái và thiếu trách nhiệm, gây thất thoát lãng phí vốn đầu tư. Ông Thanh bị cáo buộc là đã gây thất thoát đến khoảng 3.000 tỷ đồng từ thời ông còn làm ở Tập đoàn Dầu khí Việt Nam. Tiến sĩ Nguyễn Quang A, nguyên giám đốc Viện Nghiên cứu Phát triển đã giải thể và là thành viên của Diễn đoàn Dân sự Việt Nam nhận định trách nhiệm chính phải thuộc về Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Tôi nghĩ rằng ông Trọng lẽ ra ông phải tự trách ông ấy. Ông là nguyên nhân của mọi nguyên nhân của những cái bọn tham nhũng như vậy mà nó phải chạy trốn ra nước ngoài. Chị hiểu tại sao không? Bởi vì như vậy ông là một người khăng khăng nhất ở trong Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam suốt mười mấy năm qua về cái chuyện phải giữ khu vực nhà nước, khu vực kinh tế nhà nước giữ vai trò chủ đạo. Mà giữ vai trò chủ đạo thì hiển nhiên tức là ông ấy phải nuông chiều các cái doanh nghiệp nhà nước. Ông ấy nuông chiều các doanh nghiệp nhà nước thì cái chuyện mà nó tham nhũng là cái chuyện hiển nhiên. Và bây giờ ông lại bảo là phải đánh cái bọn đấy thì hiển nhiên là nó chạy. Kể từ sau tin ông Lê Trung Dũng bỏ trốn được báo chí loan rộng rãi vào hồi đầu tháng này, đã có những luồng ý kiến cho rằng những nhân vật chạy trốn
vốn là các đảng viên Cộng sản đã thoát nhờ chỉ thị 15 của Bộ Chính trị. Đây là chỉ thị liên quan đến sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án và công tác bảo vệ Đảng. Trong hội nghị tổng kết phòng chống tham nhũng lãng phí năm 2015 diễn ra vào tháng 3 năm nay, Thiếu tướng Công an Phan Anh Minh, Phó Giám đốc Sở Công an Thành phố Hồ Chí Minh nói rằng, lý do án tham nhũng được phát hiện là ít là vì công an phải chấp hành chỉ thị 15. Ông nói, hầu hết đối tượng thực hiện hành vi tham nhũng là đảng viên, mà công an thì không được quyền tổ chức trinh sát đảng viên. Theo chỉ thị 15 được ban hành vào ngày 7 tháng 7 năm 2007 và được ký bởi Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, các cơ quan bảo vệ pháp luật khi phát hiện có dấu hiệu đảng viên vi phạm đều phải báo cáo bằng văn bản với các tổ chức đảng, cấp ủy đảng, quản lý trực tiếp đảng viên đó. Khi được tổ chức đảng, cấp ủy đảng xem xét đồng ý cho điều tra, khởi tố, bắt, thì cơ quan bảo vệ pháp luật mới được tiến hành các biện pháp tố tụng. Chỉ thị này được cho là để thực hiện quyền lãnh đạo toàn diện, tuyệt đối của đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật. Tuy nhiên, theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, thì điều này cho thấy đảng đã ở trên pháp luật. Nhưng mà với cái chỉ thị 15 là thực sự là họ ngồi trên pháp luật. Và tôi nghĩ rằng như vậy là người dân Việt Nam phải lên tiếng phản đối cái chỉ thị đấy. Dẫu cho đến ông Trọng hay là ông nào mà vi phạm pháp luật cũng là phải bắt. Chứ không phải là như vậy là gì, là chỉ là đảng viên làng nhàng như mấy ông kia. Nhà báo Phạm Chí Dũng thì cho rằng việc công an đổ lỗi cho chỉ thị 15 chẳng qua chỉ là để trốn tránh trách nhiệm. Vì đó là một cái chỉ thị của đảng và thực sự ra nó chẳng liên quan gì lắm cái chuyện ở trong việc tư pháp. Chẳng qua là có một cái lý do thế này, tôi có cảm giác như là một số cơ quan tư pháp của trên công an họ không muốn làm, thành thử họ đẩy theo cái chỉ thị 15 mà thôi. Thực ra trước đây thì người dân chẳng biết chỉ thị 15 là cái gì, ta chỉ từ tháng 3 như là Việt Hà nói thì người dân mới biết là đó có một cái chỉ thị và nó ràng buộc các trách nhiệm phần nào đó là phải thông qua các cơ quan đảng trong cái việc kiểm tra. Theo nhà báo Phạm Chí Dũng, thì cơ quan công an vẫn có thể cấm một số nhà hoạt động dân chủ và nhân quyền ra nước ngoài vì lý do an ninh hết sức mù mờ, thì cũng có thể ngăn cản những quan chức tham nhũng trốn đi nước ngoài với lý do tương tự. Theo tiến sĩ Nguyễn Quang A, chỉ thị 15 giúp bảo vệ bộ mặt của Đảng, Cộng sản, cho nên việc bắt giữ nhiều đảng viên tham nhũng sẽ làm hỏng hình ảnh của Đảng. Phát ngôn ở hội nghị trực tuyến phổ biến nghị quyết Đảng cho cán bộ cả nước ngày 9 tháng 12 năm 2016, ông Trọng nhấn mạnh không cho phép lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống Đảng. Đã khiến nhiều người thất vọng vì họ cho rằng ông đã chịu thua và có ý bao biện. Đã thế, ông lại còn hàm ý đe dọa những nhà báo như Trương Huy San là lợi dụng chống tiêu cực để chống đảng. Ông đã phản bội lại niềm tin của nhà báo này đã đặt vào ông trong công cuộc chống tham nhũng. Cũng như bao nhiêu bạn đọc khác đã theo dõi những ngày qua, không làm được rõ ràng những yêu cầu trên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ ăn nói tào lao, già cả. Cuối cùng, một người như ông không nên tiếp tục giữ vị trí hiện nay bằng những trò loanh quanh như ăn vạ nữa. Ông nên bàn giao cho người khác là hơn. Xin kính chào quý vị và các bạn đang theo dõi kênh tin tức 108 TV. Sau đây, xin kính mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bài viết có tựa đề Nguyễn Phú Trọng ăn nói tào lao. Bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Thúc đẩy công cuộc chấn chỉnh đảng, chống tiêu cực, tức là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng tạo được vị thế cho mình. Ông đang tỏ ra mình là một người Tổng Bí thư có đường lối rõ ràng, sắc nét, chứ không mờ nhạt như Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh trước kia. Cuối nhiệm kỳ thứ nhất và sang đầu nhiệm kỳ thứ hai, Nguyễn Phú Trọng luôn đẩy mục tiêu chấn chỉnh đảng, làm trọng tâm chủ trương chính trị của mình. Công bằng mà nói, ông Trọng có những động thái mạnh chống tiêu cực, tấn công lợi ích nhóm gây thiệt hại cho đất nước. Điều đáng tiếc duy nhất là không phải ông chống tất cả những quan chức lợi ích nhóm gây thiệt hại cho đất nước, mà ông chỉ lựa chọn những quan chức, những nhóm nào không thuộc phe ông, hoặc trước kia có gì làm ông không vừa ý để làm mục tiêu. Chính vì sự lựa chọn mục tiêu và chỉ cho mình có quyền lựa chọn mục tiêu, cuộc chiến chống tham nhũng, tiêu cực của ông Trọng bị sa lầy và thành trò cười trong con mắt của thiên hạ. Phát biểu tại hội nghị trực tuyến cán bộ toàn quốc để phổ biến nghị quyết Trung ương 4 khóa 12, Nguyễn Phú Trọng đặt trọng tâm vào những điểm sau. Tăng cường xây dựng chỉnh đốn đảng,
ngăn chặn đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Trong những câu từ mà Nguyễn Phú Trọng nói lên, có thể thấy trọng tâm không còn là chống tham nhũng, lợi ích nhóm. Đây là một thay đổi khá quan trọng trong quan điểm của Nguyễn Phú Trọng so với trước kia. Bởi công cuộc chống tham nhũng, tiêu cực của Nguyễn Phú Trọng đã xảy ra một tình huống đặc biệt. Đó là trường hợp Trịnh Xuân Thanh bỏ trốn ra nước ngoài, từ đảng, và có thái độ chính trị chống đối lại đường lối của đảng, cũng như chủ trương của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Ông Trọng đang lâm vào cái cảnh bịt mảnh vỡ này, dẫn đến cái mảnh vỡ khác. Từ chuyện chống tham nhũng sẽ dẫn đến các đối tượng mục tiêu thay đổi tư tưởng chính trị, tự diễn biến, tự chuyển hóa trong nội bộ. Ông Trọng sẽ bế tắc hoàn toàn khi đưa mục tiêu như vậy. Chưa có quan chức cao cấp nào từ trước đến nay bỗng dưng tự diễn biến, tự chuyển hóa cả. Trừ khi họ về hưu hoặc bị cách chức, kỷ luật, may ra họ mới có những phát ngôn, những hành động có thể quy kết vào các tội đó. Với mục tiêu nói trên, chắc chắn sẽ không có đối tượng quan chức nào bị ông Trọng đưa ra xử lý. Một chủ trương xử lý mà không có đối tượng nào bị đưa ra làm gương, làm chứng. Chủ trương ấy chỉ là hỏa mù, nói cho có việc. Ví dụ, nói chống tham nhũng, phải bắt được kẻ tham nhũng. Nói chống chuyển hóa nội bộ, tự diễn biến, phải bắt được kẻ tự chuyển hóa đưa ra cho dân chúng xem. Nếu không chỉ rõ tên tuổi của kẻ nào tự diễn biến, tự chuyển hóa nội bộ để xử lý, rõ ràng Nguyễn Phú Trọng chỉ làm trò khuấy động nội bộ. Qua đó, nhằm mục đích giữ được vị trí mà mình đang có mà thôi. Một mục đích hoàn toàn mang động cơ lợi ích cá nhân của ông Trọng. Một chuyện tào lao nữa là khi gặp cử tri tại Đông Anh, Hà Nội, nơi vốn là quê hương của ông Trọng và cũng là của Trịnh Xuân Thanh. Ông Trọng đã bày tỏ sự cay cú, hằn học đối với Trịnh Xuân Thanh một cách trẻ con, không ý thức được thực tiễn ra sao. Ông Trọng nói với cử tri Đông Anh rằng, đã ra truy nã quốc tế đối với Trịnh Xuân Thanh và đang phối hợp với các nước bắt bằng được. Là một tổng bí thư của một đảng lãnh đạo đất nước, ông Nguyễn Phú Trọng dường như không hiểu về thực tế pháp luật của các nước. Hay ông hiểu nhưng ông lờ đi, phát biểu mị dân cho mình đỡ nhục vì không làm gì được Trịnh Xuân Thanh. Hay ông coi cử tri Đông Anh chỉ là bầy cừu, nói sao thì họ tin vậy. Tất cả những luật sư hàng đầu ở các nước mà Trịnh Xuân Thanh có thể đến như Mỹ, Canada, Anh, Đức, v.v. đều có thể cho ông Trọng biết rằng, ở quốc gia mà họ đang ở, luật pháp không cho dẫn độ về Việt Nam một người có tội danh làm sai quy định gây thất thoát tài sản nhà nước như Trịnh Xuân Thanh. Không có chuyện cảnh sát nước đó đang hợp tác với Việt Nam để truy tìm Trịnh Xuân Thanh. Đó là điều chắc chắn. Bởi những tin tức, những hình ảnh của Trịnh Xuân Thanh đang ở đâu đều được đưa ra từ blogger người buôn gió. Nếu cảnh sát Đức, Mỹ, Bỉ, Ba Lan, Anh hợp tác với cảnh sát Việt Nam để điều tra bắt giữ Trịnh Xuân Thanh, có lẽ theo trình tự đầu mối, họ đã triệu tập blogger người buôn gió để thẩm vấn vì liên quan đến tội phạm truy nã đỏ. Làm sao mà nước Đức truy lùng một kẻ truy nã ở mức độ đỏ, mức độ đặc biệt mà vẫn khơi khơi để tin tức của kẻ đó xuất hiện nhân nhân trên trang của một cá nhân có tên, có tuổi, địa chỉ rõ ràng đang sống ở Đức. Như thế, ông Trọng đang tào lao vì không biết gì, nhưng cố tình lừa bịp dân chúng Đông Anh vì ông nghĩ họ quá ngu. Càng ngày ông càng trở nên loanh quanh trong công cuộc chấn chỉnh đảng mà ông phát động. Ông phát động chống tham nhũng tiêu cực để rồi ông xoay sang chống tự diễn biến. Sắp tới, không biết từ tự diễn biến này, ông sẽ chống cái gì nữa? Nếu ông muốn có một lối thoát mang lại uy tín cho mình, ông không nên loay hoay với những kẻ đã cao chạy xa bay như Vũ Đình Duy, Trịnh Xuân Thanh, Lê Trung Dũng. Vì như vậy, ông như con bạc đã thua nhiều. Giờ đi gạn những con bạc cỏ con để gỡ gạc, đôi co với chúng. Rốt cuộc chỉ mang lại hình ảnh một vị tổng bí thư già nua, bạc nhược và lèm nhèm trong mắt thiên hạ. Ông Trọng cần phải làm một cú lớn, một đối tượng lớn để lấy lại uy tín và thanh thế cho mình. Phải bắt và đưa ra xử lý một đối tượng cỡ ủy viên Trung ương Đảng như Vũ Huy Hoàng, hoặc ủy viên Bộ Chính trị như Đinh La Thăng, những đối tượng mà báo chí trong nước đã có nhiều bài viết đề cập đến những liên quan và sai phạm của họ trong các vụ án ở Dầu Khí và Bộ Công Thương. Bắt giam và khởi tố những người đó,
bảo đảm dân chúng sẽ hân hoan và tin tưởng vào sức mạnh và chân lý của công cuộc xây dựng đảng mà ông đang lớn tiếng. Chứ chỉ cỡ như Vũ Đức Thuận bị bắt giam, rồi ông lấy đó ra làm tự đắc, chỉ tổ mang lại tiếng cười nhạt, khinh miệt trò đánh chuột sợ vỡ bình của ông. Chỉ có những cú lớn như thế mới chứng tỏ ông Nguyễn Phú Trọng không phải là người ăn nói tào lao, bị bợm dân chúng. Ông là người có uy tín và được Trung ương Đảng nể phục. Họ tán thành với chủ trương quyết định của ông. Còn không được như thế, ông Trọng chỉ là kẻ bất lực. Ngay cả nội bộ trong đảng họ cũng khinh thường ông. Vì khinh thường ông, nên mới có chuyện nhiều đối tượng bị ông nhòm đến, dễ dàng xuất cảnh đi nước ngoài chữa bệnh không về. Việc ông chỉ bắt được mấy con tép như Vũ Đức Thuận chỉ là cách mà Trung ương chiều lòng ông. Nhưng người ta hay chiều cái bọn trẻ con hay những người già lẩm cẩm, trái tính, trái nết. Đó rõ ràng không phải là thành công. Xin ông đừng tự đắc, đừng tự ca ngợi mình như kiểu kỷ luật thế đã đau chưa? Một điều ông có thể làm ngay đó là căn cứ những bài viết tố cáo Đinh La Thăng gây thiệt hại cho nhà nước của nhà báo Trương Huy San và nhiều những tờ báo khác. Ông Trọng hãy chỉ đạo công an làm rõ những chi tiết trong những bài viết này. Nếu có căn cứ phải tiến hành điều tra, khởi tố ngay bí thư thành ủy Đinh La Thăng, thể hiện quyết tâm của ông trong công cuộc chấn chỉnh xây dựng đảng. Phát ngôn ở hội nghị trực tuyến phổ biến nghị quyết đảng cho cán bộ cả nước ngày 9 tháng 12 năm 2016, ông Trọng nhấn mạnh không cho phép lợi dụng đấu tranh chống tiêu cực để chống đảng. Đã khiến nhiều người thất vọng vì họ cho rằng ông đã chịu thua và có ý bao biện. Đã thế, ông lại còn hàm ý đe dọa những nhà báo như Trương Huy San là lợi dụng chống tiêu cực để chống đảng. Ông đã phản bội lại niềm tin của nhà báo này đã đặt vào ông trong công cuộc chống tham nhũng. Cũng như bao nhiêu bạn đọc khác đã theo dõi những ngày qua, không làm được rõ ràng những yêu cầu trên, ông Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng chỉ là kẻ ăn nói tào lao, già cả, cuốn cùng. Một người như ông không nên tiếp tục giữ vị trí hiện nay bằng những trò loanh quanh như ăn vạn nữa. Ông nên bàn giao cho người khác là hơn. Kính thưa quý vị và các bạn, vừa rồi là bài viết có tựa đề Nguyễn Phú Trọng ăn nói tào lao, bài viết của tác giả Người Buôn Gió được đăng trên trang Facebook cá nhân của ông. Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã chú ý lắng nghe. Các bạn nhớ ấn subscribe kênh tin tức 108 TV để được nhận thêm nhiều hơn nữa những thông tin mới nhất về hiện tình Việt Nam.